Hello, hello, xin chào. Nói gì bây giờ được nhỉ? Đúng rồi. Anh em thấy gì mới không? Anh em thấy có cái gì mới ở trong cái đoạn clip này không? Biết không? Để tóc mới chứ còn gì nữa. Đấy, tóc mới, đấy, khoe tóc mới. Ok, clip này là sẽ để khoe tóc mới, không làm trôn nữa. Rồi, đùa. Anh em thấy tóc này có đẹp trai hơn không? Có bớt trẻ trâu hơn không? Mình thì thấy đẹp trai vãi. Anh em biết đây là màu gì không? Màu gì đúng không? Anh em biết đây là màu gì? Biết không? Mình thì mình không biết đâu. Không sao, miễn là đẹp được đúng không? Thôi, không liên thuyên nữa, không khoe khoang nữa, vào luôn vấn đề chính đi. Đấy, là chúng mình sẽ ủ mưu để chơi con lợn mi thôi. Ok, hãy theo Lê Hùng đẹp trai để xem màn trôn của Lê Hùng đẹp trai là gì nha. Ok, let's go. Em ngồi tư thế gì? Dán đâu? Đây, dán đây. Đây, dán đây. Là dán giả mà có gì mà sợ. Nhục vãi. Có bố dán giả mà không sợ.
Đâu em mang lại lên xem. Cút. Cầm lại anh xem. Không. Thôi, nói chung là trò đùa của mình đến đây là kết thúc. Con lợn mi, anh em đã nhìn thấy bộ mặt con lợn mi chưa? Đấy, sợ gì không sợ, sợ con rán. Chả hiểu sao sợ con rán. Con rán có gì mà sợ. Ok, bye. À, nhớ like và subscribe HM Channel nha.